Du Danh xin kính chào tất cả các bạn thân mến của Du Danh. Thì hôm nay Du Danh cũng trở lại với chương trình video. Trước tiên Du Danh xin cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ Du Danh qua nhiều cái video vừa qua, cũng như những lời comment của các bạn dành cho Du Danh. Một lần nữa Du Danh thành thật cảm ơn tất cả các bạn, nhiều thật nhiều kính thưa các bạn. Thì hôm nay Du Danh cũng có một cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh qua tình hình đất nước và tình hình thế giới hôm nay như sau. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh cũng xin giới thiệu với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Du Danh đang đứng chia sẻ cùng với tất cả các bạn trong một khu rừng cây ăn trái. Thì thỉnh thoảng cũng có người đi tập thể dục qua lại ở khu vực này, kính thưa các bạn. Nhưng thời điểm này chắc chỉ có một mình Du Danh đứng chia sẻ cùng với tất cả các bạn thân thương của Du Danh. Thì trước khi đi vào chương trình, Du Danh xin cầu chúc đến tất cả các bạn được nhiều sức khỏe, một ngày mới an lành bên người thân của chúng ta. Nói đến tin tức về tình hình chiến sự ở tại Ukraine, diễn biến mới trong 24 giờ qua, cũng như một trong tin sôi động mà cả thế giới đang nín thở vào ngày hôm qua, kính thưa bạn, đó là Tổng thống Biden, ông đến thăm thủ đô Kiev bất ngờ với Tổng thống Zelensky. Giữa Tổng thống Biden, ông đến Kiev thì chuyện mà thế giới phải nói đang rúng động, lo về an nguy cho ông giữa lúc đất nước Ukraine đang chiến tranh. Và Tổng thống Biden, ông đến Kiev. Chuyến đi của ông đã có báo trước là giữa Nga không thể xảy ra một sự rủi ro, cũng như những gì mà giữa Hoa Kỳ và Nga đã trao đổi. Và Tổng thống Zelensky, ông đón tiếp Tổng thống Biden một cách bất ngờ. Một cách bất ngờ khó có thể người ta diễn tả được. Chuyến hành trình của ông kéo dài 10 giờ đồng hồ. Từ đi và về lẫn cả thời gian gặp Tổng thống Zelensky. Ông mang đến cho Tổng thống Zelensky, đất nước Ukraine, người dân Ukraine một thông điệp. Và một thông điệp gì cũng như nhấn mạnh với Nga. Chứng tỏ cho thấy là Hoa Kỳ đang đặt trọng tâm vào Ukraine và xem Ukraine giống như là một đồng minh và một thành viên của Liên minh NATO. Vì vậy, chuyến đi của ông phải nói là một trong chuyến đi lịch sử mà cả thế giới đang hồi hộp, lo sợ vào ngày hôm qua. Và tình hình hiện tại ở tại Ukraine diễn biến như thế nào? Lần lượt Du Danh sẽ chia sẻ cùng với tất cả các bạn nói đến chuyến đi của Tổng thống Biden đến gặp Tổng thống Zelensky giữa hai người đồng cấp và trao đổi về tình hình chiến sự ở tại Ukraine. Ông mang đến cho Ukraine với 500.000 đô la. 500.000 đô la đối với Hoa Kỳ thì nó không là bao nhiêu, nhưng ý nghĩa tràn đầy cũng như những lời nói của Tổng thống Biden. Thì hiện tại theo lời công bố của Tổng thống Biden chưa công bố, cũng như giữa Tổng thống Ukraine, ông Zelensky và Tổng thống Biden trong cuộc họp ở tại Kiev hoàn toàn chưa công bố. Nhưng những tin tức dự đoán cũng như người ta đang bàn luận xôn xao về tình hình ở tại Ukraine là một thông điệp của Tổng thống Biden gửi đến cho Putin. Tức là Tổng thống Biden, ông đến Kiev không phải ông đi tay không, kính thưa các bạn. Với khoản tiền 500.000 đô la, đó là phụ thuộc thêm vũ khí cho Ukraine và tất cả các loại vũ khí khác sẽ đến tay của quân đội Ukraine trong những ngày sắp tới. Và tình hình hiện tại cũng như theo lời của Tổng thống Zelensky, ông nhấn mạnh về chiến sự ở tại Ukraine có thể dẫn đến là một cuộc chiến lây lan cả thế giới, để tâm thế chiến bùng nổ. Lời nói của ông cũng như dựa trên cơ sở là Trung Quốc hiện đang có ý định gửi vũ khí cho Nga và tiếp tay vũ khí cho Nga, tức là một cuộc chiến tranh lây lan lớn sắp tới. Theo lời của Tổng thống Zelensky, ông nói, ông nói tôi không nghĩ rằng Tập Cận Bình có thể làm điều đó.
và Tập Cận Bình nên hiểu chuyện đó. Vì vậy, nếu như Tập Cận Bình gửi vũ khí cho Nga, thì chẳng khác nào đổ dầu vào lửa và dòng đóng để dẫn đến một cuộc chiến tranh toàn diện. Vì vậy, tôi nghĩ rằng Tập Cận Bình không làm điều đó. Với Tổng thống Biden thì ông không có phát biểu gì. Qua những hình ảnh ông đến thăm, giữa ông và Tổng thống Zelensky cũng như luôn cả phu nhân của Tổng thống Zelensky ra đón tiếp Tổng thống Biden. Và sau khi đó, Tổng thống Biden lên tàu hỏa trở về ở tại Ba Lan. Nhưng tình hình những ngày sắp tới ở đất nước Ukraine, đó là một cái chảo lửa có thể khó có thể diễn tả được. Khi thông điệp của Tổng thống Biden, ông đã đến thủ đô Kiev trước thời điểm Putin phát biểu độc liên bang của Nga vừa tròn một năm. Vì vậy, hiện tại nói đến hai quốc gia Hoa Kỳ và Ukraine đã sát cánh, thì chuyện gì sắp đến trong những ngày sắp tới, kính thưa bạn, khó có thể diễn tả được. Nói đến chuyến đi của Tổng thống Biden thì nhiều tin tức đang bàn luận xôn xao, cũng như cả thế giới đang hồi hộp dòng ngày hôm qua. Thì đó là nói đến chuyến đi của Tổng thống Biden và Tổng thống Zelensky đồng đón tiếp. Dòng ngày 19 thì các bạn đã thấy nó là Nga đã tấn công tên lửa vào đất nước của Ukraine, những khu vực Kharkov, Liman và nhiều khu vực khác, tiếng còi báo động vang khắp nơi. Thì vào ngày 20, Tổng thống Biden, ông đến ở tại thủ đô Kiev và cuộc họp thượng đỉnh ở tại châu Âu về an ninh mà tổ chức ở tại Đức. Vì vậy, nó diễn biến trong ngày 19 và ngày 20 là một trong hai ngày phải nói sôi động. Đó là tình hình nói đến việc Tổng thống Biden, ông đến ở tại thủ đô Kiev và gặp Tổng thống Zelensky. Riêng về tình hình chiến sự ở tại Bakhmut, Lugansk cũng như Donetsk thì phải nói một cái chảo lửa không thể nào diễn tả được. Theo một trong người lính ở cấp sĩ quan của Hoa Kỳ đang tham chiến, những người lính tình nguyện ở tại Ukraine, ông trả lời ở trên báo chí và ông cho biết nó tuổi thọ của những người lính đang tham chiến ở chiến trường mặt trận Đông Bắc hay những mặt trận khác ở tại đất nước Ukraine chỉ có 4 giờ tuổi thọ. Không riêng gì Ukraine mà lẫn cả Nga. Kính thưa bạn, Nga dùng lực lượng quân đội để tấn công, chiếm cho bằng được ở tại Bakhmut bằng mọi cách, mọi giá. Và số tử vong của Nga không thể diễn tả được. Theo giới sĩ quan, người lính này đã kể lại, cũng như qua cuộc phỏng vấn ở trên báo chí của hãng Telegram. Và ông nói, nếu như Ukraine không kịp viện trợ vũ khí mà Hoa Kỳ cũng như NATO chậm trễ, Bakhmut có thể mất, không thể giữ được vì cuộc chiến quá khốc liệt. Với quân đội của Nga dồn tất cả lực lượng về đây, dù rằng lực lượng quân đội của Ukraine đã chiến thắng, ở tại mặt trận Bakhmut này, nhưng không thể giữ trụ lâu nếu như vũ khí không tới tay. Và cảnh tượng một cuộc chiến hải hùng, theo ông mô tả, không thua gì đệ nhất thế chiến. Tức là thời kỳ đệ nhất thế chiến, vũ khí thô sơ, sáp lá cà với nhau, kính thưa các bạn. Vì vậy, con số thương vong, con số chết rất là nhiều. Thì ngay bây giờ, ở tại mặt trận Bakhmut cũng tương tự như vậy. Một cảnh tượng mà nói là một khối xay thịt. Một khối xay thịt nghiền nát những người lính ở tại mặt trận Bakhmut này giữa hai bên một cách đáng sợ chưa từng có. Đó là theo lời của ông là phát biểu riêng về tình hình chiến sự ở tại Ukraine. Từ Bakhmut, Vorida, Remivina, Liman
và những khu vực khác nói ngày hôm nay là trận chiến khốc liệt chưa từng thấy, mà lực lượng quân đội của Ukraine phải đối diện hàng ngày hàng giờ và trực tiếp chiến đấu nơi đây. Một cảnh tượng khó có thể diễn tả được. Ở chảo lửa miền đông Ukraine hiện tại ngay bây giờ. Và các báo chí lại không được vào nơi đó. Kính thưa bạn, vì chiến trường khốc liệt, không ai đưa hết. Chứ ngoài trừ lực lượng quân đội của Ukraine đang chiến đấu. Với lời của Tổng thống Zelensky, cũng như ở dưới chức chính phủ của Ukraine, đang kêu gọi NATO và Hoa Kỳ hãy tiếp tục viện trợ vũ khí càng nhanh, chúng tôi không thể chịu đựng được vì không có đường lựa chọn, mà sự lựa chọn của lực lượng quân đội Ukraine phải giành lại từng tấc đất, mà từng tấc đất tức là từng xác người đã nằm xuống nơi đây giữa hai bên. Con số không thể diễn tả được với những gì các báo chí đang bình luận về tình hình chiến sự ở tại Ukraine. Riêng về Bộ Quốc phòng của Ukraine đã cho biết, nếu chúng tôi hiện nay cần vũ khí, cần máy bay không người lái, một trong loại máy bay không người lái của chúng tôi, hiện tại chúng tôi phải cần thêm con số từ 1.000 tới 2.000 chiếc. Với máy bay không người lái, giá rẻ từ 15.000 đô la lên tới 20.000 đô la mỗi một chiếc. Không tính đến những thiết bị khác, vì loại vũ khí tối tân này làm cho đối phương phải hoảng sợ và lực lượng quân đội của Ukraine được bảo vệ tốt đẹp hơn, tức là bớt đổ máu. Chiến trường hiện nay cần thiết nhất đó là từ pháo binh, hỏa tiễn IMAX và lẫn cả máy bay không người lái, giám sát cũng như chỉ đến mục tiêu để bớt đổ máu cho quân đội của Ukraine và người lính của Ukraine được nghỉ ngơi tạm thời trong cuộc chiến mà không cần phải đổ xương máu. Theo những gì giới chức quân đội của Ukraine đã công bố cho biết, thì tình hình ở tại Ukraine, kính thưa bạn, ngày hôm nay thì không có tin tức chiến thắng. Nhưng ở phía Nga thì tuyên bố dữ tợn lắm. Đầu tiên đó là Bộ Quốc phòng của Nga đã công bố cho biết là chiến trường ở tại Lugansk thuộc khu vực của Volida cũng như cả Liman và Rimina, những khu vực này Nga đã chiến thắng ở một đoạn đường dài, đường cao tốc B-55, B-66 đến 5 cây số được kiểm soát hoàn toàn ở tuyến đường này, một trong những tuyến đường huyết mạch của Nga. Và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Nga cũng công bố cho biết là số vũ khí của Ukraine bị lực lượng quân đội của Nga đã phá hủy hoàn toàn. Trong đó có vũ khí của Hoa Kỳ và phương Tây viện trợ, từ xe tăng, xe bọc thép cho đến tất cả hàng pháo, luôn cả hệ thống IMAX. Kính thưa các bạn, Nga công bố dữ tợn lắm, nói phá hủy hết sạch, không còn của Ukraine ngày hôm nay, mà lực lượng quân đội của Nga đi tới đâu thắng tới đó. Vì vậy vũ khí không còn tối tân. Thì Hoa Kỳ cũng đã công bố cho biết, nói số vũ khí mà Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine, từ xe M113 cho đến xe chở quân loại Cascad, cũng như luôn cả hệ thống pháo và hỏa tiễn HIMARS, từ trước tới nay Nga chưa bao giờ phá hủy được bất cứ một khẩu pháo nào hay một hệ thống hỏa tiễn HIMARS nào của Ukraine. Hoa Kỳ đang giám sát và theo dõi sát mục tiêu. Với công bố của Bộ Quốc phòng của Nga là một công bố là thừa thải, láo phét, không đúng sự thật, đang đẩy lực lượng quân đội của Nga đi đến đường cùng. Họ là những cái xác không hồn để cho Putin sai khiến. Vì vậy, với lời nói của Bộ trưởng Bộ phòng của Nga đã công bố, bị Hoa Kỳ phản bác. Và tình hình ở tại Ukraine trong những ngày sắp tới, chúng ta hãy chờ xem kịch bản đi đến mức độ nào và tình hình thế giới sẽ rung chuyển ra sao. Thì đó là tình hình ở tại Ukraine, kính thưa bạn.
Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức của Nga. Hôm nay thì Putin đã đọc liên bang của Nga về chiến sự ở tại Ukraine, mà Putin đã mở cuộc xâm lăng vào đất nước của Ukraine vào ngày 24 tháng 2 của năm 2022, vừa tròn một năm hôm nay. Đầu tiên, lời phát biểu của Putin là gây sốc, nhảy vào cuộc, đó là trận chiến ở tại Ukraine, cũng như tố cáo Hoa Kỳ và nhiều hành vi khác. Putin nói, sở dĩ mà Putin phát động xâm lăng vào đất nước Ukraine là lỗi này do NATO. NATO đang chủ động tuyên bố là cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Trước khi Putin hành động, xu quân xâm lăng vào đất nước Ukraine, vì an ninh quốc gia của Nga, bảo vệ đất nước Nga. Vì vậy là NATO đã tuyên bố cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Putin mới bắt đầu mở lệnh cuộc chiến ở tại Ukraine. Là muốn đánh thì bây giờ không có đường nào đổ lỗi như bây giờ. Kính thưa bạn, nói đến đất nước Nga thì người dân Nga đã không còn tin tưởng Putin nữa, cũng như luôn cả các giới chức của Nga nằm trong điện Kremlin. Moscow đã mất đi những gì, những tướng lãnh, và mất đi tài sản, mất đi vũ khí, đã bỏ mạng ở tại chiến trường Ukraine lên tới hàng trăm ngàn người, mà Putin không có đường nào để đọc liên bang của Nga về chiến sự ở tại Ukraine đạt được mục tiêu. Thì Putin chỉ có cách, đó là đổ lỗi cho NATO và Hoa Kỳ là cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine. Cái chuyện có thì cũng nói được, mà không cũng nói được, nói đến cái miệng lưỡi của Putin ngay bây giờ, kính thưa các bạn. Vì vậy là Putin bắt buộc không đường lựa chọn, phải xâm lăng vào đất nước Ukraine. Putin cứ nghĩ trước kia là trong vòng thời gian 48 giờ, 72 giờ đồng hồ hoặc 180 giờ, 40 giờ sẽ chiếm được. Nhưng cuối cùng Putin không nuốt được cái cục xương đang mắc kẹt ở gần cổ của Putin. Và cuối cùng một cuộc chiến mà Nga phải lâm vào cái tình trạng bị lúng ở tại chiến trường này. Vì vậy Putin mới tuyên bố điều đó. Và kế tiếp Putin cho rằng là cuộc chiến này do Hoa Kỳ và NATO sắp xếp, cũng như viện trợ vũ khí cho Ukraine. Và Nga đã đẩy lùi dưới tầm pháo của vũ khí mà Hoa Kỳ viện trợ cho Ukraine, không để cho loại hỏa tiễn hay những vũ khí khác tấn công vào lãnh thổ đất nước của Nga. Nga đã làm được điều đó, nhưng càng làm bấy nhiêu thì Hoa Kỳ phải đổ xô vũ khí bấy nhiêu. Putin cho rằng bất cứ loại vũ khí nào của phương Tây viện trợ cho Ukraine, Nga cũng có thể đẩy lùi được tất cả ngoài tầm kiểm soát của Nga, theo lời của Putin tuyên bố. Và Putin nói thêm về vấn đề người dân ở tại 4 tỉnh lỵ mà Nga đã sáp nhập vào đây. Nga luôn tôn trọng người dân ở 4 tỉnh lỵ này, từ Donetsk, Lugansk, Kherson và Zaporizhia. Xem người dân của Nga và người dân Ukraine như nhau, và sự cân bằng cũng như luôn đối đãi tử tế lợi giới người dân của Ukraine ở tại 4 tỉnh lỵ này. Và người dân Ukraine hiện tại ở 4 tỉnh lỵ này, sự lựa chọn của họ là đúng, đi theo con đường của Nga, là đã bỏ phiếu trưng cầu dân ý mà Nga mới sáp nhập vào 4 tỉnh lỵ này. Không phải là Putin tự động sáp nhập 4 tỉnh lỵ này vào đất nước của Nga, kính thưa bạn. Ăn cướp nói chuyện cũng có lý, kính thưa bạn. Bây giờ ăn cướp mà Nga là đến để cướp đất của người ta, cướp 4 tỉnh lỵ này. Mà bây giờ nếu mà không nói kiểu đó thì nói kiểu cách nào? Nghe bây giờ khi Putin đọc về tròn một năm cuộc xâm lăng tại đất nước Ukraine,
Putin cho rằng hành động của Putin chỉ làm theo ý nguyện của người dân. Ở 4 tỉnh lệ này mà người dân đã chọn đúng con đường, thật sự đúng theo Putin. Bây giờ nếu mà nói ra cho công bằng thật sự cụ thể, Nga rút quân tất cả rời khỏi đất nước Ukraine và bỏ ra một cuộc trưng cầu dân ý thật sự có quốc tế giám sát, có Liên Hiệp Quốc giám sát, nhiều quốc gia giám sát. Như vậy, hỏi người dân Ukraine ở 4 tỉnh lệ này, người ta có chấp thuận mà cho sáp nhập 4 tỉnh lệ này hay không? Kể ra một đoạn video, người dân Việt Nam hiện đang ở tại tỉnh Kherson. Họ trước kia đi lao động ở nơi đây và họ xin ở lại sau khi mà đất nước của Ukraine được độc lập. Và họ nói là giới chính phủ của Ukraine đối xử với chúng tôi rất tốt và lo cho chúng tôi giống như người dân của Ukraine. Mà thậm chí chúng tôi còn được hưởng quyền lợi nhiều hơn nữa. Chúng tôi không phải đóng thuế. Chúng tôi không phải làm bất cứ điều gì. Và quyền lợi của chúng tôi từ y tế cho đến đời sống còn hơn cả công dân của Ukraine. Nhưng đột nhiên Nga xâm lăng vào đất nước Ukraine. Và một cuộc xâm lăng phải nói tàn khốc. Buổi ban đầu Nga đến rất là tốt. Và họ ngáo giống như những thằng điên. Họ đi tới đâu hỏi có nhìn thấy phát xít hay không? Thì ông người Việt này trả lời hỏi lại với Đài Hoa đã đăng đoạn video. Hỏi lại người lính Nga ở đâu là phát xít? Tôi muốn hỏi lại ông. Ông đến đây ông bảo là phát xít. Ông là phát xít hay là người dân của Ukraine phát xít? Họ bỏ ra đi. Và chính người Việt này đã nhìn thấy một sự phán trả, một sự chống đối của người dân ở tại Ukraine, ở tại tỉnh Kherson. Ông cũng nói thêm với hai cô gái và 4 sĩ quan của Nga đang ngồi uống bia ở cặp đường phố của tỉnh Kherson. Thì hai cô gái đi đến quán bar này và móc súng bắn liền cùng lúc 4 người đã chết. Và hai cô gái đi thanh thản đút súng vào trong bóp tự nhiên và rời khỏi, xem như không có một chuyện gì xảy ra. Ông này mới nói, tôi thấy hành động cũng như sự căm phẫn, thù ghét Nga của người dân Ukraine thật sự tôi đáng nể. Tôi mong muốn được người dân Việt Nam của chúng ta hãy căm thù người Trung Quốc giống như là người Ukraine. Đó mới là thật sự là một người dân yêu nước. Mà không phải hai cô gái này không, cả người dân Ukraine. Ở các tỉnh lỵ mà tôi đã nhìn thấy qua lời phát biểu của ông, qua cuộc phỏng vấn trả lời ở trên Đài Hoa vừa qua mà Du Danh có xem qua một đoạn video đó. Thì ngay bây giờ tình hình đất nước của Nga đang rơi vào tình trạng nào? Hiện tại khi lời phát biểu của Putin đọc ở trên diễn văn Liên bang Nga là tôn trọng và quý mến người dân Ukraine, nhưng tại sao lại mang tên lửa, mang đạn pháo tấn công vào người dân Ukraine? Cha nội cha nói cha hơi kỳ quá. Tôi thấy Vô Danh thấy là Putin cái này hơi tửng nhiều các bạn, tửng nhiều so với thời gian trước kia. Tức là giọng đọc liên bang ngày hôm nay, Putin không còn tinh thần nữa, cũng như không đưa ra một chiến thắng nào. Putin nói rằng hiện tại 4 tỉnh lỵ mà Nga đang sáp nhập hôm nay là chúng tôi hết lòng lo cho người dân của Ukraine ở tại 4 tỉnh lỵ này. Đương nhiên chúng tôi chưa kiểm soát được tất cả, yếu xìu các bạn, chưa kiểm soát được tất cả. Vì làm sao kiểm soát được? Hiện tại lực lượng quân đội Ukraine đang phản công và đánh dồn dập vào lực lượng quân đội của Nga.
Nga te tua, hãy nói là ở dưới người lính của Nga không còn tinh thần để chiến đấu, với quân đội không kinh nghiệm cũng như học qua chiến trường không bài bản, mà Nga phải dùng đến biển người để tấn công vào những mục tiêu Bakhmut, Volida, Gemimina, Liman và Zaporizhia, tỉnh Kherson, vân vân. Tất cả những khu vực này Nga dùng dần bằng biển người để chiến đấu. Nghĩa là chết bao nhiêu chết, mặc tình. Theo lời sĩ quan của những người lính tình nguyện ở tại Ukraine, ông trả lời ở trên báo chí mà Vô Danh có thưa cùng với tất cả các bạn vừa qua. Vì vậy, cuộc chiến này là Putin sẽ thê thảm ở cách đáng sợ. Cũng như lời của Tổng thống Zelensky, ông nói cùng lời với Tổng thống Biden. Ông nói, tôi tin tưởng rằng chúng ta chiến thắng, quân đội Ukraine sẽ chiến thắng, sự công bằng và sự công lý bảo vệ đất nước của Ukraine. Qua lời phát biểu của Tổng thống Zelensky, ông nói cùng với Tổng thống Biden trong chiến mà Tổng thống Biden ngày hôm qua đã gặp hai người gặp nhau. Vì vậy, Nga sẽ rơi vào một trong tình trạng tồi tệ sắp tới. Kế tiếp nói đến là ông chủ Wagner, kính thưa các bạn, thì ông hôm nay đã công bố cho biết qua một đoạn ghi âm mà hãng thông tấn Reuters đã đăng tin, và ông gửi một thông điệp đến Putin. Ông nói ở cấp sĩ quan cũng như giới chức của Nga đã ngăn cấm không viện trợ đạn dược cho lực lượng Wagner, mà hiện lực lượng Wagner đang làm theo nhiệm vụ của Putin, là chúng tôi đang chiến đấu, đang xâm lăng vào đất nước Ukraine, qua lời của Putin đã công bố. Nhưng không hiểu nguyên nhân nào quý vị lại không cấp vũ khí cho chúng tôi, không đắp cấp đạn dược cho chúng tôi lấy đâu chiến đấu? Cái điều mà quý vị làm, tôi nghĩ rằng quý vị đã có một sự hiểu lầm. Tôi bất cấp điều kiện đó, và chúng tôi tuân lệnh theo kiểu cách của quý vị. Điều mà chúng tôi cần biết ngày hôm nay, ai là người đứng ở phía sau? Theo tin tức trong đoạn audio và một tướng lãnh của Nga đã công bố cho biết, với lời phát biểu tướng lãnh của Nga, nói là mày đang cướp công của tao. Mày cho rằng lực lượng Wagner của mày ở tại mặt trận Bakhmut, mày chiếm được ưu thế, nếu như không có tao, làm gì mày chiếm được ở Solida? Vì vậy, đối với mày, tao không thích nữa, và tao không cấp đạn dược cho mày, quyền của tao. Vì vậy, hai bên đang đấu đá, mâu thuẫn với nhau, kính thưa các bạn. Thì qua đoạn video này, chúng ta đã thấy là chính Nga đã rơi vào trong cái bẫy. Và Putin muốn chiến thắng ở tại mặt trận Bakhmut để lấy điểm vào năm nay, vào đầu năm mà cuộc chiến đã tròn một năm, để có lời phát biểu. Nhưng ngay bây giờ ở tại mặt trận Bakhmut, một chiến lửa rực lửa mà giữa Putin đang hớn hở để phát biểu đập liên bang, tức là Putin, lời nói của Putin bao nhiêu chữ là ngàn người đã chết ở tại mặt trận Bakhmut, ở Volida, ở Remimina, ở Liman và ở Kharkov, cũng như những khu vực khác nằm trong khu vực Đông Bắc Lugansk. Các bạn thấy bao nhiêu đó là nói với những người làm chính trị, những người mặc áo vest đang đứng phát biểu là đang giết dân của mình, giết quân đội của mình, một cuộc chiến phi lý, một cuộc chiến mà không có thể nào diễn tả được ở tại Bakhmut, mà do Putin dẫn đầu ra lệnh để xâm lăng vào đất nước Ukraine. Tình hình hiện nay đất nước Nga đang thấm đòn. Qua các báo chí bình luận về tình hình kinh tế của đất nước Nga, nó đầu tiên đến đó là dạng con chip, kính thưa các bạn. Nga phải gỡ tất cả các tủ lạnh và máy giặt,
những thiết bị nào nói đến là có dạng co chip luôn cả xe hơi. Vì vậy với những hãng xe mà các quốc gia trong đó có Đức và luôn cả Pháp, hãng Renault hay hãng xe của Đức, thì bây giờ những chiếc xe này thuộc về sắc dụng, vì không có chip làm sao sử dụng kính nữa bạn, không có con chip làm sao sử dụng luôn cả máy giặt hay là tủ lạnh cũng vậy, gỡ tất cả để gắn thiết bị vào tên lửa đạn đạo. Mà thiết bị tên lửa đạn đạo không có chip là loại tên lửa mù. Vì vậy Nga đang cạn kiệt và Nga đang thấm đòn hiện nay. Cũng như Putin nói rằng phương Tây cứ nghĩ rằng là cấm vận kinh tế của Nga, Nga sẽ chết giấc, nhưng Nga vẫn sống, vẫn ngon lành. Thì chờ xem về ngày sắp tới Putin có ngon lành hay không, hay là Putin phải đang giải chết ở đất nước Nga và bị lệ thuộc hoàn toàn 100% vào Trung Quốc. Lúc đó là Tập Cận Bình đè đầu của Putin để đánh giày. Kính thưa bạn, đó là chắc chắn không đi khỏi con đường đó trong những ngày sắp tới. Đó là tình hình ở tại đất nước Nga. Chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại châu Âu hiện tại. Nó đến chuyến thăm của Tổng thống Biden và cuộc họp thượng đỉnh an ninh ở tại Munich, Đức cũng như Ba Lan. Thì qua cuộc họp chúng ta đã thấy tất cả các quốc gia đang tề tụ và đồng loạt hôm nay lên tới 53 quốc gia đã quyết định là cung cấp vũ khí cho Ukraine và không chần chờ cũng như không có lời ngăn cản. Đó là đầu tiên về tin mừng cho Ukraine. Và kế tiếp đó là chuyến đi của Tổng thống Biden. Đầu tiên ông đến ở tại Pháp, hạ cánh ở phi trường Charles de Gaulle và sau khi thảo luận cùng với Tổng thống Macron. Và ông kế tiếp đó là chặng đường của ông lên máy bay đến gặp Ba Lan, gặp Tổng thống Ba Lan và tức tốc lên tàu hỏa đi qua thủ đô Kiev. Nhưng theo bình luận ngày hôm nay thì người ta nói vai trò của Ba Lan là mũi giáo, tức là tất cả các vũ khí của Hoa Kỳ và các quốc gia khác viện trợ phần nhiều ghé trạm vào Ba Lan, và cuộc chiến này có thể dẫn đến là một cuộc chiến lây lan cả châu Âu, đi đến cả thế giới, không phải riêng gì Ukraine không. Cũng như lời của Tổng thống Ba Lan, ông đã nhận định cùng với Tổng thống Biden. Ông nói điều đó tôi biết, tôi đã nghĩ trước chuyện đó sẽ xảy ra, nhưng chuyện đó đối với tôi không quan trọng. Mà quan trọng nhất của chúng ta đó là phải đoàn kết. Chỉ cần có đoàn kết, bất cứ sức mạnh nào cũng không thể thắng được. Vì vậy quan trọng đó là đoàn kết. Với lời nói của Tổng thống Ba Lan, dù rằng Nga đặt trọng tâm vào chúng tôi, vào mũi giáo để tấn công chúng tôi, hay những chuyện có thể rủi ro sắp tới, thì điều đó tôi không quan trọng. Mà tôi quan trọng, tôi đặt vấn đề về lãnh thổ, về châu Âu khỏi NATO, có đoàn kết thật sự hay không, và có củng cố sức mạnh để bảo vệ cho nhau hay không, bảo vệ Ukraine hay không. Bảo vệ Ukraine là bảo vệ chúng ta. Bảo vệ chúng ta là bắt buộc phải châm ngòi, phải đổ vũ khí vào cho Ukraine qua những gì lời của Tổng thống Ba Lan ông đã công bố. Với Tổng thống Biden thì giữa hai quốc gia sẽ tiếp tục hỗ trợ và viện trợ thêm cho Ukraine những gì sắp tới nữa. Và tình hình hiện nay, kính thưa bạn, qua nhiều tướng lãnh cuộc họp ở tại an ninh Min ở tại Đức, thì nhiều tướng lãnh đang đề cập đến vấn đề Ukraine qua những lời phát biểu, nhất là đặc biệt là những tướng về hưu thì phát biểu rất là mạnh dạn, kính thật ngon lành lắm. Còn những tướng mà đương chức thì êm re, không có phát biểu mạnh dạn giống như những tướng về hưu. Những tướng về hưu thì nghĩ là muốn nói sao nói, cái gì cũng được hết. Còn những tướng mà còn tại chức thì cho rằng nói Ukraine xài vũ khí phung phí quá, như vậy là nếu phung phí như vậy khó có thể thắng được.
cần phải kiểm soát. Nhưng mà nói là phung phí cách nào khi các ông đã diễn tả cũng như những người đã chống đối. Nói trong khi Nga bắn một ngày tới 30-40 ngàn quả đạn, mà không lẽ bây giờ Ukraine bắn ngày trái? Kính thưa các bạn, đâu có được. Bắt buộc phải có sự đáp trả. Và sự đáp trả thì với những loại đạn pháo hỏa tiễn IMAX hay tất cả các vũ khí khác phải đồng loạt, không phải bắn một trái, hai trái. Và định vị của nó chính xác. Thì theo tướng lãnh của Hoa Kỳ, ông Mark Kelly, ông nói, trước kia chúng tôi viện trợ loại đạn thông thường theo định vị mức ở giới hạn. Nhưng ngày hôm nay thì chúng tôi không viện trợ loại đó nữa. Từ đạn pháo 155 ly M777 luôn cả hỏa tiễn IMAX với tầm chính xác ở độ cao vượt mức hơn với những lần trước kia, để cho Ukraine đáp trả cũng như phản pháo lại hiệu quả hơn. Muốn phản pháo hiệu quả phải đúng vào mục tiêu. Đó là theo lời của tướng lãnh Mark Kelly, ông đã công bố. Thì Ukraine cũng nhìn nhận điều đó. Chứ là thời gian gần đây, kính thưa bạn, là tất cả các điểm pháo của Nga nã nơi nào thì những máy bay không người lái sẽ mò đến đó. Và trong vòng thời gian tích tắc chưa đầy 5 phút thì đã có hỏa tiễn IMAX phản pháo, và những khẩu pháo đó bị gục câm nòng, không còn nổ nữa. Vì vậy đó là chính xác theo những gì mà Ukraine đã công bố trong cuộc họp này. Kính thưa các bạn, thì nhìn qua chiến sự ở tại Ukraine, theo các giới chức mà tướng lãnh của Liên minh NATO đã công nhận điều đó, chỉ trong mấy ngày nay là hiệu lực đã có. Thì còn vấn đề xe tăng cũng như luôn cả máy bay bao giờ đến, đó là vấn đề hiện nay để tiếp tục chi viện chiến trường cho Ukraine để phản công trong vài giờ tới. Đó là tình hình ở tại châu Âu hôm nay, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Thổ Nhĩ Kỳ và luôn cả Iran đang căng thẳng. Thổ Nhĩ Kỳ hôm nay là tiếp tục thêm một cơn động đất ở cường độ 6.4, kính thưa bạn, ở độ Richter, thì làm rung chuyển luôn cả Syria. Thì nói động đất thì vừa qua là ở cường độ 7.8, thì ngay bây giờ động đất ít hơn, nhưng tất cả những nhà lại tiếp tục sập thêm, tức là nó đã bị tổn thương rồi, nó bị nứt, bị nghiêng cho dân. Và bây giờ lại thêm một cái cơn di chấn tiếp theo nữa, thì nhà tiếp tục sập thêm. Theo ước tính, Thổ Nhĩ Kỳ đã cho biết là con số lên tới 100.000 căn nhà. Những tòa nhà và nhà riêng cá nhân, dân là 100.000. Sự thiệt hại ở cách đáng sợ. Riêng về các đội cứu hộ, thì nói đến việc mà cứu hộ tìm kiếm người, hôm nay Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã công bố là chúng tôi ngừng, không tìm nữa. Nhưng các đội cứu hộ vẫn còn đang tiếp tục hỗ trợ cho người dân Ukraine ở tại đất nước Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng mà không hiểu sao Đảng Cộng sản Việt Nam thì đưa đoàn cứu hộ này lên tới 70 mấy người, nói là đi tới đâu cầm cờ tới đó, chiến thắng tới đó, mà bị đuổi về hay sao, kính thưa các bạn. Tự nhiên cái mang càng tôm chạy về xong xuôi rồi cái xuống máy bay, nào là người được cái rằng là tặng vòng hoa, gắn vòng thắt chó vô, ỏn ẻn là trời ơi, nó cảnh tượng thì kia. Sao nghe đi Việt Nam nói đi cứu hộ vô danh thấy quải quá trời quá đất, nhìn thấy sơ sơ là biết đã tệ hại rồi. Khi đội cứu hộ của Đài Loan là 300 người, kính thưa các bạn, với tất cả các phương tiện mà họ mang theo đã có, kể cả chó nghiệp vụ tìm kiếm bơi móc cứu người và thiết bị hàng hóa vận chuyển đến cho Thổ Nhĩ Kỳ một cách rầm rộ, và nhiều quốc gia khác nữa, chỉ có riêng Việt Nam đi xách cái cờ không. Tới đó xong xuôi làm được vài ngày, nó là cứu được một người và nhìn thấy hai người ở trong đống đổ nát, hay quá trời hay, bị đuổi về quê đổ, biết sao giờ, thôi vận động cho người dân đến để dẫn ra là tặng dòng thắt chó vô cho nó nở mặt nở mày chút xíu, nó đến Việt Nam. Và điều đặc biệt hơn đó là Iran hôm nay, theo tổ chức của năng lượng hạt nhân Liên Hiệp Quốc đã công bố cho biết, nó hiện tại là Iran đã dự trữ chất uranium lên tới 80%
và 84%. Chỉ còn chút xíu nữa sẽ chế được một trái bom hạt nhân với 90 kiloton, là một trong con số khổng lồ. Kính thưa các bạn, là cái hàng là 90 kiloton có thể sản xuất được một đầu đạn hạt nhân, một trái bom nguyên tử. Iran hôm nay bác bỏ điều kiện đó, nói rằng chúng tôi có quyền dự trữ chất uranium, dù rằng chúng tôi có đủ sức để sản xuất một trái bom nguyên tử, nhưng chúng tôi hứa là chúng tôi không bao giờ sản xuất vũ khí hạt nhân. Ông nội ông nấu một chuyện, ông sản xuất lúc đó ông nội tôi không biết, xong xuôi ông đè ông nổ ông bữa người ta, ai biết được. Nói đến Iran, kính thưa các bạn, một trong những quốc gia mà đang cực đoan chống lại ở dưới thế giới hôm nay và đang bắt tay với Nga. Vì vậy khó có thể nói là tin tưởng được Iran, cũng như tình hình Iran trong những ngày sắp tới giữa Do Thái, Hoa Kỳ và Iran sẽ tính sổ như thế nào. Và hiện nay đang báo động là Iran đã đạt mức là chế tạo được một trái bom hạt nhân. Thì đó là tình hình đang sôi động nhất. Đây là lằn ranh đỏ mà Hoa Kỳ đã từng tuyên bố. Vừa qua, luôn từ thời kỳ của cựu tổng thống Donald Trump và luôn cả tổng thống Biden, ngay bây giờ ông cũng nhắc lại điều đó. Nếu như Iran vượt lằn ranh đỏ, bắt buộc Hoa Kỳ phải sử dụng đến là quân sự. Thì đó là tình hình ở tại Iran, kính thưa bạn. Thì chúng ta cũng quay trở lại tin tức Tàu Cộng. Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng như qua lời phát biểu của Ngoại trưởng Hoa Kỳ và đề cập đến Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga và tình hình đang sôi động, hiện đang nóng bỏng ngày hôm nay. Thì đầu tiên, kính thưa các bạn, nói đến là Tần Cương. Tần Cương phát biểu hôm nay là đang chỉ trích Hoa Kỳ và luôn cả phát ngôn nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Ung Giang Bân, và nhiều chi tiết khác nói về Trung Quốc. Trung Quốc hôm nay đang chỉ trích Hoa Kỳ, cho rằng là Hoa Kỳ hiện đang đóng một vai trò giả dối, cũng như viện trợ vũ khí cho Ukraine, đang đổ dầu vào lửa. Ngoại trưởng của Hoa Kỳ, của Trung Quốc, ông Tần Cương, ông cho biết, ông nói hiện nay tôi đang kêu gọi thế giới và kêu gọi tất cả các quốc gia hãy ngồi lại tìm một chìa khóa để mở khóa để chấm dứt cuộc chiến tranh ở tại Ukraine. Chúng tôi không có vai trò nào bằng Hoa Kỳ hay là Nga. Vì vậy, tôi chỉ có quyền kêu gọi. Còn vai trò của Hoa Kỳ hiện tại, Hoa Kỳ đang bơm vũ khí vào cho Ukraine, tức là đang đổ dầu vào lửa, cũng như một cuộc diện đang nóng bỏng hôm nay. Quý vị luôn đặt nhiều vấn đề là Ukraine, cũng như quý vị đang mờ ảo thổi phồng sử dụng Ukraine hôm nay và Đài Loan ngày mai, một cuộc xâm lăng vào đất nước của Ukraine. Khi Nga xâm lăng vào đây thì nhiều quốc gia đã lên tiếng cũng như chỉ trích Nga và chúng tôi, cho rằng cuộc chiến ở tại Ukraine Nga xâm lăng vào được Ukraine, thì ngày mai Trung Quốc xâm lăng vào đất nước Đài Loan được. Tần Cương nhấn mạnh cho biết hai cái khác nhau, yêu cầu các ông đừng mờ tưởng Nga và Ukraine là khác. Đài Loan là một phần lãnh thổ của đất nước Trung Quốc, không có ai quyền chia cắt, cũng như không có ai tách rời được. Đó là một chính sách của Trung Quốc. Trung Quốc có quyền giải quyết, thậm chí cả dùng đến vũ lực quân sự trấn áp bất cứ mọi điều kiện mà Đài Loan chúng tôi phải lấy lại, qua lời của Tần Cương đang nhấn mạnh, cũng như Tần Cương tố cáo ngược lại Hoa Kỳ, nói việc Hoa Kỳ viện trợ vũ khí cho Ukraine đừng bao giờ đổ lỗi cho Trung Quốc, là Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga.
Trung Quốc chưa bao giờ có hành động kiểu cách đó. Cũng như những gì Trung Quốc hiện đang làm hôm nay, là tôi muốn quý vị hãy ngồi lại để giải quyết một cuộc chiến tranh này. Cần phải lắng nghe tiếng nói, cần hãy đến để đàm phán với nhau. Đó là lời của tôi đã nêu ra theo Tần Cương. Còn ông Giang Bân thì nổ thêm nhiều. Ông Giang Bân cho rằng Hoa Kỳ là kẻ nói dối. Hoa Kỳ nói rằng Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga. Điều đó chúng tôi không làm. Nhưng chính Hoa Kỳ là người đã viện trợ vũ khí cho Ukraine nhiều, lên tới hàng chục tỷ đô la. Tại sao Hoa Kỳ không nói đến mình, không dịch cái lưng của mình lại, có đúng hay không? Tại sao viện trợ vũ khí cho Ukraine? Và chính Hoa Kỳ không muốn chấm dứt một cuộc chiến tranh này. Mấy thằng cha mà ăn ngược nói ngạo, muốn nói sao nói kiểu nào cũng được hết, nói về Trung Quốc. Vì vậy nói đến tình hình mà Trung Quốc hiện tại thì những lời qua tiếng lại, và luôn cả tình hình eo biển Đài Loan và Thái Bình Dương, một sự căng thẳng của nó ở mức tột đỉnh mà khó có thể ngồi lại một việc đàm phán và chấm dứt giữa hai quốc gia. Làm cách nào để cho được giống như trước kia, vậy là cọng dây đã đứt rồi, mà nói lại nó cũng có gút cái nơi bàn, nó chạy lại tới đó xong xuôi cái nó bựa lại, nó ngừng lại đó liền, nó không có giải quyết được vấn đề nào hết. Nó giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, từ lời của Ngoại trưởng Hoa Kỳ, ông đã nhấn mạnh cũng như anh cảnh cáo đến Dương Nghị nói về việc cung cấp vũ khí và dẫn đến một tình trạng đang tồi tệ giữa hai quốc gia đang cố gắng và đang căng thẳng với nhau. Từng giờ thì điều chắc chắn là Hoa Kỳ đã có tin tức là Trung Quốc viện trợ vũ khí cho Nga, nhưng thể loại là chưa đến mức phải là báo động. Vì vậy là Hoa Kỳ đang cân nhắc cũng như một lời cảnh cáo đến đất nước Trung Quốc. Hoa Kỳ đã cấm vận dạng con chip hôm nay ở tại đất nước Trung Quốc đã bắt đầu có hiệu nghiệm. Kính thưa bạn, ngay bây giờ với 6.000 công ty của Trung Quốc coi như là đã dẹp tiệm, không sản xuất nữa vì không có chip lấy gì làm. Và những công ty để ghi danh sản xuất về con chip ở tại đất nước Trung Quốc cũng đóng cửa luôn vì ăn cắp công nghệ không được. Giờ buổi ban đầu thì họ nghĩ rằng họ sẽ ăn cắp công nghệ về con chip, sẽ hoàn tất, sẽ chắc chắn ngon lành. Nhưng sau cùng bị Hoa Kỳ cấm vận về con chip mà theo đơn đặt hàng, bắt buộc Hoa Kỳ phải giám sát. Thí dụ nói là Trung Quốc ngay bây giờ muốn sản xuất cái gì là 1.000 cái tủ lạnh. 1.000 cái tủ lạnh là mỗi một cái 2 con chip, 1.000 cái là 2.000 con chip, và phải có chính xác đơn đặt hàng, và Hoa Kỳ phải điều tra ở công ty đó có đặt hàng theo đúng như điều kiện hay không. Đó là đầu tiên về giữa Hoa Kỳ. Vì vậy lệnh cấm vận mà Trung Quốc không thể nào quơ hốt được để đem về làm của, cũng như luôn cả sản xuất vũ khí. Thì ngay bây giờ với những công ty mà sản xuất chip của Trung Quốc xem như dẹp tiệm, kế tiếp là những công ty máy móc và những hàng hóa mà Trung Quốc hiện đang ký bán, nói đến những máy móc bán cho nhiều quốc gia về công nghiệp, kính thưa bạn, từ hàng nặng cho đến hàng nhẹ, thì ngay bây giờ cũng đóng cửa hàng loạt và không có đơn đặt hàng. Vì không có chip, không ai mua được hết. Làm sao để mua bán máy móc này? Thí dụ các bạn nói dùng đến một cái máy ép mũ hay một cái máy nện sắt, bắt buộc cũng phải có những con chip đó. Nhưng những con chip đó Hoa Kỳ lại không bán, không bán ở mức giới hạn. Rồi cuối cùng Trung Quốc đang chích giấc chích giả là đóng cửa hàng loạt các công ty hàng xưởng về ngành công nghiệp của đất nước Trung Quốc. Điều đặc biệt hơn hôm nay đó là Trung Quốc đang phô trương lên tiếng đó là cung cấp tiền cho những hộ nghèo, nghèo thật nghèo, kính thưa bạn. Thì mỗi một đầu người 40 nhân dân tệ một tháng.
Hơn một tháng tương đương với 140.000 đồng Việt Nam. Trời trời, con số quá trời nhiều luôn. Đảng Cộng sản Trung Quốc lên tiếng cho biết, nếu chúng tôi cấp tiền hỗ trợ này cho người dân là quá tốt rồi, là sung sướng rồi, còn tốt hơn phải đi lụm bọc, lụm đồ mũ hoặc đi ăn xin ở ngoài đường. Nhưng đặc biệt không phải là ai ở đâu cũng có hết, chỉ riêng về ở tại Bắc Kinh, chỉ riêng về Bắc Kinh mới có được, hưởng được 40.000 tệ một tháng cho một đầu người. Kính thưa các bạn, thì người dân Trung Quốc viết ở trên Weibo cũng như phản bác lại, nói rằng tiền còn tệ hơn người ta cho ăn mày nữa. Tôi đi ra ngoài đường, tôi xin một ngày tôi cũng có 40.000 nhân tệ. Mà họ cho rằng đó là ơn Đảng Cộng sản Trung Quốc. Mà chỉ được đây là ở tại Bắc Kinh, còn ở thôn quê, ở nông thôn thì là bao nhiêu nữa. Nói đến dân số nghèo ở tại đất nước Trung Quốc, trên dưới nó hộ nghèo và hộ cận nghèo, kính thưa các bạn, là 500 triệu. 500 triệu người Trung Quốc, gần phân nửa dân số của Trung Quốc với 1.4 tỷ. Vì vậy, nếu người dân Trung Quốc ngay bây giờ đang bất mãn Đảng Cộng sản Trung Quốc và kế tiếp là chính sách nói đến là cắt giảm về bảo hiểm y tế của họ ngay bây giờ, thì ở bảo hiểm y tế cho biết nếu như không cắt giảm thì chúng tôi phá sản và chính phủ của đất nước Trung Quốc phá sản. Chúng tôi không có còn con đường nào lựa chọn. Sự lựa chọn đó là nếu như người dân không đóng tiền bảo hiểm là phải ngồi chờ chết. Mà người dân nói đóng rồi cũng chết, mà không đóng cũng chết. Thôi đường nào khỏi đóng, chết cho chết luôn. Ở Trung Quốc nhiều chuyện đang sôi nổi ngày hôm nay về tình hình ở tại đất nước Trung Quốc. Hôm nay thì tin tức quá nhiều nhưng thời gian có hạn. Vì vậy, Duy Anh chỉ tạm chia sẻ về tin Trung Quốc hiện tại đến giai đoạn này. Và chúng ta cũng quay trở lại tin tức ở tại Việt Nam của chúng ta. Thì tin tức Việt Nam, Duy Anh chỉ chia sẻ một tin đặc biệt thôi. Kính thưa bạn, một tin đặc biệt là một phó chánh án ở thành phố Đồng Hới thuộc tỉnh Hòa Bình. Kính thưa các bạn, thì làm việc trong thế treo cổ đã chết. Mà phó chánh án thì đã chết là các bạn biết không phải là vừa ở thành phố. Ông đã chết khi mà nhân viên làm việc đi đến tìm ông, xô cửa đi vào, thấy ông đã treo cổ, đã chết. Thì báo động, la lên cũng như kêu công an đến để mở cuộc điều tra. Và mở cuộc điều tra thì cho rằng ông đã chết vì cổng dây thắt cổ trong tư thế làm việc treo cổ. Điều này thì Đảng Cộng sản Việt Nam chắc là đang mở chiêu mới, đang chơi kỳ mới, ý là cái đỉnh cao trí tệ làm việc trong thế treo cổ. Bạn nói đến chuyện này thì tất cả các báo chí đang đăng tin rùm ven hôm nay nói đến ông Lê Hồng Sơn khi ông đã chết và treo cổ này. Thì chánh án của tỉnh Hòa Bình đã cho rằng trước khi Tết ông đã có than phiền. Ông nói tôi đang mang một chứng bệnh nan y và bất trị. Vì tất cả các giấy tờ hồ sơ mà gian lận, hối lộ, móc ngoặc, kính thưa bạn, nói mà chánh án là các bạn biết là tiền cỡ nào và hối lộ cỡ nào. Nuốt cơn rung bụng quá, bây giờ không còn cái con đường nào mà đi chữa trị được hết. Vì vậy tôi buồn quá, tôi không về nhà ăn Tết, rất là thảm thương cho ông Lê Hồng Sơn. Và hay tin Lê Hồng Sơn đã treo cổ tự sát trong thế làm việc thì rất đau buồn cho ông. Mà nói đến Việt Nam, kính thưa các bạn, ở cấp chánh án thì các bạn biết là bệnh cỡ nào họ cũng phải bỏ chạy để đi trị bệnh. Chỉ có bệnh là quá tham lam, quá tàn ác, vì vậy mới bị người khác bịt miệng bằng cách treo cổ trong thế làm việc. Chỉ có cách đó, nó không có cách nào khác hơn. Công an điều tra thì cũng vậy, đến đó lý do chết là do cổng dây thắt cổ. Cũng như nhiều các bạn đã cùng em và video ngày hôm qua nói đến, người thi hành nghĩa vụ quân sự ở tại Việt Nam đã chết ở tại Yên Bái.
làm công an viên. Trong lúc đang học ở quân trường mà các bạn chia sẻ nói trời muốn vô công an phải có 25.000 đô la. Trời 25.000 đô la đâu có cần gì phải rằng là vô công an làm gì, ở nhà ta cũng làm sung sướng được. Nhưng mà vì không có uy quyền, không có địa thế, vì vậy họ phải bỏ tiền để ra để họ mua chức, mua quyền, để họ tiếp tục làm khổ người dân. Họ hối lộ, móc ngoặc, họ làm tiền, nhất là ngành công an. Công an chỗ nào cũng ra tiền hết. Còn những ngành khác ngay bây giờ thì khó ra tiền hơn với những gì mà chúng ta đang thấy. Vì vậy, nó đất nước Việt Nam đang rơi vào một trong tình trạng là tồi tệ ngày hôm nay. Thì nói đến ông Lê Hồng Sơn, ông đã chết. Thì nhiều báo chí cũng như luôn cả người dân ở Đồng Hới nói chết là phải. Tại vì quá ác. Và nhiều cái tội quan gia, nhiều cái tội mà từ cướp đất của người dân qua những công ty thưa kiện cuối cùng không ai giải quyết. Và chánh án, tòa án cũng như luôn cả viện kiểm soát, họ là một hệ thống dây chuyền để giết người. Họ giết người dân đủ cách, đủ cỡ. Họ giết dần, giết mòn, giết triền miên trong cuộc sống của người dân. Vì vậy, trời trả báo họ. Và họ bị kẻ khác giết họ để bịt miệng, bịt đầu mối. Chỉ có cách đó. Chứ còn chánh án không làm gì chết hết. Chỉ có lý do giết người ở ngàn là không dao, không búa, không thấy máu. Một chữ ký thôi. Một chữ ký thôi. Coi như là xong phim. Vì vậy, họ phải trả cái giá đó. Mỗi một lần mà nghe nói là quan tham của Đảng Cộng sản Việt Nam chết thì nhiều người rất mừng, nhiều người rất mừng. Nhưng mà cái đặc biệt của cha này là chết trong thế treo cổ làm việc. Vì vậy vô danh hơn thắc mắc hoài. Không biết mai mốt Đảng Cộng sản Việt Nam có cán bộ nào học hỏi theo ông Sơn này hay không? Đó là vấn đề đặc biệt ngày hôm nay. Dân thì vô danh hôm nay có bao nhiêu cái tâm tình chia sẻ cùng với tất cả các bạn tương thương của Vô Danh. Vô Danh xin kính chúc sức khỏe các bạn, khỏe mạnh. Hẹn gặp nhau tại Sài Gòn.